Vừa qua tại khu công nghiệp Thăng Long 2, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 tổ chức ngày hội việc làm thu hút người lao động. Ngày hội việc làm đã thu hút sự tham gia của 25 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 và 1.200 lượt người lao động học sinh sinh viên đến để tìm hiểu cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác giải quyết việc làm, người lao động, học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận trao đổi với doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, giới thiệu việc làm. Các doanh nghiệp được quảng bá hình ảnh giới thiệu với môi trường làm việc nhằm thu hút tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu, trực tiếp tư vấn hướng dẫn hồ sơ và thỏa thuận ký kết với đối tác và những người có nhu cầu tìm việc làm trong khu công nghiệp. Các em học sinh, sinh viên và người lao động được tư vấn giới thiệu về ngành nghề đang cần tuyển dụng để định hướng lựa chọn việc làm cho phù hợp. Tại ngày hội làm việc đã có 357 người lao động được tuyển dụng trực tiếp. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ kết nối giữa người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thăng Long 2 đang có nhu cầu tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất.